Mùi lau nhà. Lần nào lau lau nhà sẽ có cái mùi này. À hết nước lau sàn à, sao? Chưa mua. Anh đang nghỉ à? Vâng ạ. Ôi giời ơi, lại học tiếp đây. Học á? Suốt ngày học đấy. Đi làm kiểu vất vả lắm, kiểu như là xin nghỉ thứ ấy. Mẹ đó quá. Chị ngủ luôn à? Em nhắn tin cho chị, em không thấy chị trả lời đấy, em biết là chị ngủ luôn rồi. Hôm nay chị biết em vừa mới mở mắt ra, em có một cái gì không? Em có một lời chào từ chị Trâm. Không, ý là chị chào em buổi sáng bằng những công việc. Đó chính là em biết, em nộp video cho chị xong em còn phải biết content nữa. Này, sao content chị thấy em biết ok mà sao? Nhưng mà nó phải nghĩ, chứ không phải là chị nói em bắn một phát em bắn ra luôn, đúng không? Chị có nghĩ ra được luôn không? Mình chuẩn bị trước. Nhưng mà chị không bảo em. Em chỉ chuẩn bị bài của em thôi. Mon ruột, mon gan ra rồi đến đây nó vẫn dậy. Em được canh nghe rồi. Không. Em có nhớ nghe bạn đấy. 2 cân. Nhớ em nghe rồi. Em nghe hôm sau. Sao? Con nghe hôm sau. Em về anh 2 cân thả vào trong bể nước ở trên làm luôn. Anh mới nghe quá. Ừ. Thật là mình nghe anh nói chuyện với bạn hả? Làm tóc này nhìn nó mượt hơn đấy nhỉ? Nhìn như gái Hàn Quốc đấy. Chị có ăn bánh